Xin chào, theo đuổi vật chất phần 2. Nếu cái vật chất mà bạn đang theo đuổi để bạn giống như là cung cấp cái đó cho gia đình bạn, bạn lo cho mẹ bạn, nếu mà cô ta già rồi bạn có thể lo thuốc thang cho mẹ bạn, hay là bệnh viện hay là cái gì đó, thì cái sự theo đuổi đó là đúng. Còn nếu bạn theo đuổi vật chất đó để cho bạn nha, cho bạn, bản thân bạn, cho giống như là để cho cái mắt của bạn nó rực rỡ hơn, người ta nhìn bạn với một cánh mắt khác hơn, để bạn đi hưởng thụ được đi du lịch này du lịch nọ, đúng không? Để bạn được đi những cái khách sạn 5 sao, hay là được những trải nghiệm những cái đó hay là gì đó, thì cái đó là một cái sự theo đuổi sai. Cái theo đuổi mà vật chất mà hay nhất và tốt nhất là bởi vì bạn muốn bảo vệ một người nào đó, bạn muốn cung cấp cho một người nào đó, để bạn muốn lo cho một người nào đó, hay là bạn muốn lo cho một cái xã hội nào đó, hay là một cái cộng đồng nào đó nha. Bạn muốn có vật chất để bạn xây được một cái trường học, hay là 50 cái trường học, hay là bạn xây dựng được một cái bệnh viện mà có thể miễn phí cho mọi người, thì cái đó gọi là theo đuổi đúng. Còn mà theo đuổi mà để cho cái bản thân của mình nó tốt, thì chắc chắn lúc bạn có nó rồi thì bạn vẫn cảm thấy trống vắng và không có hạnh phúc trong cái cuộc đời của bạn. Và cái này không phải là mình không ra mình nói với bạn nghe, cái này là cái trải nghiệm của mình, và hôm nay mình được 40 tuổi, và trải nghiệm của những người triệu phú đô la này, tỷ phú đô la kia. Bởi vì sao? Là bạn nghĩ sao mà có những cái người này, người ta quyết định ra tới cuối cuộc đời của họ, người ta có bao nhiêu tỷ đô la đó, người ta sẽ không cho con cái họ một đồng nào hết, mà người ta dành cái đồng tiền này, người ta sẽ rải cung cấp cho xã hội để xã hội được vững chắc hơn và tốt đẹp hơn. Thì cái đó nó hơi quá. Có những con người say, tại sao con cái của mình không lo, mình đi lo cho xã hội, đúng không? Nhưng ở những cái người đó, người ta trả lời là: tôi cho nó cái tốt nhất, tôi cho nó là cái trí não của nó, và để nó tự tạo nên. Ok. Và tôi chắc chắn rằng bởi vì tôi đã cho nó cái trí não đó rồi, nó sẽ không trở thành người nghèo được. Tôi đã cung cấp cho nó cái tư duy đó rồi, và cái cách làm rồi. Ok.